Sáng nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp ông Park No-won, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự buổi tiếp có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Đại sứ Park No-won cảm ơn sự đón tiếp của tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và vui mừng khi quan hệ giữa Hàn Quốc với Đà Nẵng ngày càng phát triển. Ngài đại sứ chia sẻ những thiệt hại của Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung trong đợt bão lũ vừa qua và mong muốn sẽ sớm khắc phục. Ngài đại sứ đề nghị hỗ trợ sớm khôi phục đường bay giữa hai bên để phát triển du lịch, giao lưu nhân dân, đồng thời đề nghị thành phố hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc triển khai dự án tại Đà Nẵng, cũng như hỗ trợ các chuyên gia, công nhân đến làm việc trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng vui mừng chào đón Ngài đại sứ đến thăm Đà Nẵng và chúc mừng Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng đi vào hoạt động, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng với các địa phương Hàn Quốc. Bí thư Thành ủy cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của phía Hàn Quốc với nhân dân Đà Nẵng và miền Trung. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Đà Nẵng sẽ quan tâm đề xuất khôi phục đường bay, phát triển du lịch và cam kết đảm bảo phòng dịch cho các chuyên gia Hàn Quốc đến Đà Nẵng làm việc. Thành phố cũng sẽ tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai các dự án và mong muốn Ngài đại sứ tiếp tục là cầu nối để các nhà đầu tư Hàn Quốc đến với Đà Nẵng. Tin tưởng quan hệ hữu nghị hợp tác hai bên sẽ không ngừng phát triển.